Bạn nào mà đang muốn chơi tựa game Roblox trên PC mà chưa có một bộ PC hoặc một chiếc laptop cho riêng mình thì hãy xem ngay video này nhá. Chỉ với 3 cốc trà sữa là các bạn có thể sở hữu ngay bộ chuyển đổi chơi game Mering M1 Pro, kết nối không dây với điện thoại qua Bluetooth 5.0. Chỉ cần cắm bàn phím, chuột là có thể chơi game Roblox trên điện thoại như chơi trên PC. Quá ngon luôn còn gì nữa. Và điểm hay nữa của bộ chuyển đổi này là các bạn có thể tùy chỉnh mắt phím theo ý thích của riêng mình. Đặc biệt, chơi Roblox trên mobile mà điều khiển bằng bàn phím chuột giúp bạn di chuyển linh hoạt, PK hay tung các thực binh dễ dàng hơn rất nhiều. Tin vui cho các bạn đây, bộ chuyển đổi Mering M1 Pro và combo thêm bàn phím chuột đang có trong chương trình khuyến mãi. Các bạn nhấn tay tham khảo ở link bên dưới nha.